Hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta cái bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết đề số 01 và rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em cũng có thể comment đáp án cùng với thầy. Ok ạ. Tơ nào sau đây thuộc lại tơ thiên nhiên thì tơ thiên nhiên là đọc một cái tên phát là mình biết ngay đúng không? Đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đó là tơ tằm. Đáp đúng đáp án B. Tơ tằm. Câu 42 ạ, đun nóng STHCO3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì mình có thu được sản phẩm là gì nhỉ? HCO 3 thì mình sẽ thu được là HCO NA và CH3 OH Đáp án đúng là đáp án B bỏ nhé Câu 43 Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh Thì các bạn cần lưu ý cho thầy ạ à. Những cái anh mà chất điện ly mạnh ấy, Đó là những cái anh mà axit mạnh Ba dơ mạnh đúng không Và muối Vậy ở đây mình sẽ có là anh NaH là ba axit mạnh Là ba dơ mạnh Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D Câu 44 Cho các hợp chất sau đây cho các chất sau đây thì thứ tự tăng dần tính ba dơ của các chất trên lưu ý cho thầy là đề bài hỏi chúng ta là thứ tự tăng dần tính ba dơ nhé thì khi mà đề bài hỏi chúng ta là thứ tự tăng dần tính ba dơ thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là chúng ta đi xác định cho thầy xem là cái anh nào là tính ba dơ mạnh nhất thì đứng cuối cùng đúng không vậy đây anh số 2 là anh tính ba dơ mạnh nhất phải đứng cuối cùng loại 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 đúng không anh tính ba dơ yếu nhất là anh số 4 vậy là bốn một ba hai đáp án đúng chúng ta là đáp án D kèm nhá rồi rất Tuyên dương tất cả các bạn đã có comment đáp án gì ạ Rất tốt Câu 45 Rồi Natri Hiroshid còn được gọi là sút ăn da Thì nó có công thức khoa học là gì ạ Câu này quá dễ dàng luôn ạ Bạn nào cũng biết nhỉ Natri Hiroshid còn được gọi là sút ăn da Và nó sẽ có công thức khoa học là NA OH Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Câu 47 ạ Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 thì amin bậc 1 là amin mà có cái dạng là R, NH2 các bạn nhé mình nhắc lý thuyết luôn nhỉ. Vậy thì nó là CH5, NH2, đáp án đúng là đáp án A. À. Nào các bạn mạnh mẽ comment đáp án cùng thầy nào. Câu 48 ạ. Tên gọi của ch 3 ch 2 CO, ch 3 là gì Tên gọi của ch 3 ch 2 CO, ch 3 là gì? Đây là tên gọi của este nhỉ. Anh là mê tín gì ạ? propy, onat, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 49 á. Khí Khi X không màu có mùi khai khí x khan nguyên chất được bơm vào đất ở dạng khí là nguồn phân đạm phổ biến ở Bắc Mỹ do giá thành ở tuổi thọ tương đối lâu trong đất so với các dạng phân đạm khác. Do tính ổn định của x khan trên đất lạnh, nông dân trồng ngô thường món x khan vào mùa thu để bắt đầu hoạt động gieo trồng vào mùa xuân, chất x là. Thế là chúng ta lưu ý rằng là đây là nguồn phân đạm. Thì phân đạm thì nó phải cung cấp nguyên tố nitơ các bạn nhé. Phân đạm thì nó phải cung cấp nguyên tố nitơ, các bạn nhớ chưa? Vậy thì không thể là CO2 được không thể lát hai 2 được, không thể lát h s được. Đáp án đúng là đáp án C. Đây là một câu thực tế khá là hay dành cho tất cả các bạn và các em và thầy nghĩ rằng là đây là một cái câu mà nó xứng đáng có trong cái đề thi năm nay. Nên là rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể lưu nó lại để chúng ta có thể ôn lại ôn lại liên tục để mà sau này chúng ta không nếu có gặp câu này chúng ta không bị bất ngờ. Câu 50 ạ, thì câu 50 là một câu khá là dễ sắt có số xóa dương hai trong hợp chất nào sau đây nhá thì sắt nó sẽ có số siêu hóa là À đúng rồi. Ok ạ. Câu 51 thì số liên kết peptide thì cái chỗ đoạn peptide này nhiều bạn bị nhầm lắm. À, cái peptide thì nó sẽ là liên kết của CO và NH giữa các gốc alpha amino acid. Nên này, đây là 1, đây là 2, đây là 3. Đáp án đúng là đáp án A. 3 chào. Câu 52 ạ. Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH dư đun nóng sinh ra được ancol. Lưu ý cho thầy nhá. ST mà phản ứng đối với NaOH dư mà đun nóng và lại sinh ra được ancol thì mình sẽ có anh đầu tiên là anh etin format sinh được ancol etylic. Anh thứ hai là anh vinyl acetate thì không sinh ra được ancol mà nó sinh ra anhit. Triolein thì sinh ra được glycerol. Metin acetate thì sinh được ancol metylic và phenyl acetate thì không sinh ra được ancol. Vậy mình sẽ có là 1 3 và 4 nên đáp án đúng của mình là đáp án B bò các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ. Đấy rất tiếc cho những bạn đã bị nhầm. Câu 53. 53 nào các okay. em? Các bạn comment mạnh mẽ thầy coi nào. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh Mielin. À, rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể uh, chung tay cùng thầy comment mạnh mẽ đáp án lên và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. À. Câu 53. À. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với nước ạ? À? Ở điều kiện thường ạ. À? thì sắt thì không tác dụng mạnh với nước đúng không đồng không đúng không bạc không đáp án đúng chúng ta đã đáp án b kali câu 54 ạ à? câu 54 ạ à? đầy ôi rồi nhiều bạn comment đúng lắm tuyên dương các em nhá câu 54 ạ à? đồng hai sun phát dùng để diệt tảo rong rêu nước bể bơi đồng hai sun phát công thức là gì ạ sợ câu này dễ ẹt nhỉ yeah. CuSO4 đúng rồi chính xác tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment đáp án câu 54 đáp án gì ạ câu 53 mươi Năm 3 này cũng nhiều bạn bị nhầm này Năm 3 này cũng nhiều bạn Rất nhiều bạn bị nhầm ở câu năm 3 Chất béo là trieste của axit béo với gì ạ? Chắc chắn rồi trong quá trình luyện đề Hay là làm những cái đề thêm của các em Thì thầy nghĩ rằng là các bạn Bị sai rất rất nhiều những câu lý thuyết đơn giản Và cái chuỗi live stream này của thầy Là để giúp cho các bạn luyện tập Trả lời thật nhanh Để chúng ta không bao giờ bị sai những câu lý thuyết cơ bản nữa nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án bởi vì chúng ta cùng một lần comment là một lần nhớ. Chất béo là trieste của axit béo với gì ạ? Với glycerol nhá các bạn nhá. Đáp án đúng là đáp án B. 55 đáp án B. 56 ạ. Ancol etylic thì không phản ứng được với chất nào sau đây? Ancol etylic thì không phản ứng được với chất nào? Các bạn lưu ý cho thầy là không phản ứng được với chất nào sau đây? Thì ancol etylic chúng ta là C2H5 OH thì chắc chắn nó phản ứng với NaOH. Đúng không ạ? Để tạo thành muối cộng hydro, chắc chắn phản ứng với HCOH bởi vì nó tạo thành este. Chắc chắn tác dụng với CO để tạo thành anhit. Vì vậy nên nó chỉ không phản ứng với NaOH thôi bởi vì ancol không có tính axit. 56 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 57 ạ. Ôi trời ôi, ơi, 57 mới hay này. 57 có cái skill mà thầy dành tặng cho tất cả các bạn và các em mà tặng nhiều lắm rồi nhưng mà thầy nghĩ rằng là vẫn không có quá nhiều bạn nhớ. Đó là gì? Tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo. Hay còn được gọi là bán tổng hợp. Thì khi đi thi thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy hai anh thôi, chỉ nhớ cho thầy hai anh thôi. Đó là một là tơ visco. Tơ visco và một là tơ acetat. Đúng không ạ? Một là tơ visco và một là tơ acetat vậy số tơ nhân tạo của chúng ta là a à, 2 hai chảo. ok dễ mà đúng không câu 58 mươi à. kim loại sắt có thể khử được ion nào sau đây ạ à? câu 58 mươi à. kim loại sắt có thể khử được ion nào sau đây thì sắt thì nó chỉ tác động nó chỉ tác dụng được với các anh ion kim loại nào mà đứng làm sao mà đứng sau nó trong dãy điện hóa thôi nó không để thằng đứng trước magie không kẽm không nhôm không phương trình nhé các bạn nhá sắt cộng với lại đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng các bạn nhớ chưa Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. Đồng 2 cộng. Ok. Câu 59 ạ. Đun nóng dung dịch chứa 54 gram của glucose. Mình tìm được số mol bon của glucose là 54 chia cho 180 thì bằng 0,3. Chúng ta nhớ cho thầy rằng là một anh glu thì nó có một nhóm chó và một chó thì nó chán được hai thằng bạc. Vậy hoàn toàn mình suy được số mol bạc là bằng 0,6 0,6 mà nhân với lại 108 Thì bằng 64,8 gam Đáp án đúng là đáp án C 64,8 Câu 60 Glucose và fructose thì đều Đều có điều gì đặc biệt ở đây à, Các bạn comment đáp án xem nào Glucose và fructose thì đều có điều gì đặc biệt ở đây Có nhóm CSO trong đơn tử sai fructose không có nhóm CSO bị khử bởi hydro để tạo thành polyancol chính xác bởi vì cả glu và cả furuc đều tác dụng với hydro để tạo thành sobitol. Đáp án đúng là đáp án B. Đấy, cả glu và cả furuc thì đều tác dụng với lại hydro để tạo thành sobitol. C6H14O6. Ok nhá. Đấy đúng rồi chính xác. Câu 61 ạ. Chất nào sau đây trùng hợp tạo ra polyvinin clorua? chất nào sau đây trùng hợp tạo ra polyvinyl clorua thế thì polyvinyl clorua thì nó đi từ vinyl clorua đây là vinyl clorua này các em trùng hợp đây ạ nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành CH2 CHCl tất cả N đấy vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì các bạn nhỉ các bạn comment đáp án này coi nào đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì đáp án C chính xác C ạ câu 62 ạ để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép thì người ta thường gắn vỏ tàu phần ngoài ngâm dưới nước những tấm kim loại nào? Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép thì người ta thường gắn vỏ tàu phần ngoài ngâm dưới nước những tấm kim loại nào? Thép là nó có sắt đúng không? Thì ngâm cái gì các bạn nhỉ? Các bạn còn nhớ không? À đúng rồi, câu 62 đáp án đúng là đáp án C chính xác. Mình phải ngâm là gì ạ? Kẽm nhá, C ạ. Câu 63. Kim loại mà phản ứng được với dung dịch HCl loãng là gì ạ? Kim loại nào phản ứng được với dung dịch HCl loãng đó? Kim loại nào phản ứng được với dung dịch HCl loãng? Thì điều kiện để phản ứng được với dung dịch HCl loãng đó là các anh kim loại phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa đúng không? Đồng không, bỏ đồng. Đúng không? Bạc không bỏ bạc, vàng không bỏ vàng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, nhôm. Đúng rồi, chính xác. Tiên dương tất cả bạn và các em đã comment đáp án nhôm. Câu 64. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất ạ? Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất ạ? Nào. Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Anh nào, anh nào mà chuyên được sử dụng làm dây tóc bóng đèn sợi đốt ạ? Anh nào chuyên được sử dụng làm dây tóc bóng đèn sợi đốt ạ các okay. em? À đúng rồi. B, Von Fram nhá. Câu 65. Câu 65 ạ. Cho m gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch gồm có sắt 3 cộng 0.3 nhân 0.25 0.3 nhân 0.25 0.075 nhân 2 bằng 0.15 và đồng 2 cộng là 0.6 nhân 0.25 bằng 0,15. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 13,8 gam kim loại. Đấy. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của M là gì? Một câu này rất rất hay. Nhá. Câu này rất rất hay. Thế thì bây giờ thầy hướng minh hướng dẫn cho các bạn cách giải nhanh này. Các bạn chỉ cần nhớ thầy cái chiêu sau này. Thứ tự kim loại tạo thành trong dung dịch tính khử tăng dần. Vậy anh kim loại đầu tiên tạo thành nó sẽ là anh đồng. Mình cứ giả sử là anh đồng tạo thành hết đi. Nhá, thì đồng đây 0,15 thì anh này là 0,15. Mình xem xem khối lượng đồng là bao nhiêu. Thì 0,15 mà nhân với 64 thì khối lượng đồng là 9,6. Nó nhỏ hơn 13,8. Vậy điều này chứng tỏ còn có anh kim loại thứ hai tạo thành. Vậy tính khử tăng dần thì đồng này. Sắt rồi mới đến nhôm, vậy là chắc chắn anh kim loại thứ hai là sắt mà mình tìm được mình tìm được số mol của thằng sắt. Đúng không ạ? Bằng cách lấy 13,8 trừ đi 9,6. Được bao nhiêu chia cho 56? Là ra được bằng 0,05 mol. Đấy. Vậy là số mol sắt 2 bằng 0,05 mol. Vậy trong dung dịch của chúng ta dung dịch của chúng ta sẽ còn tồn tại có đồng có sắt nhá thì chắc chắn là có nhôm 3 cộng này và có sắt 2 cộng. Đúng không ạ? Nhôm 3 cộng và sắt 2 cộng. Thế thì đồng chuỗi trong này rồi bảo toàn sắt 0,15 trừ đi 0,075. 0,15 trừ đi 0,075 bằng 0,075 vậy sắt 2 cộng là 0,075. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Thế thì câu chuyện nó đơn giản lắm các em ạ. Bây giờ anh này là FE2S43 lần đúng không? Đúng không? Thế thì thế thì Thế thì anh nhôm này sẽ bị chui hết vào đây Vậy mình cần tìm nhôm thôi Và cái dung dịch này nó sẽ gồm là FE2SO4 3 lần Và CUSO4 Số mon 0,15 chia cho 2 bằng 0,075 Anh này là 0,15 Thế thì anh nhôm là AL2SO4 3 lần Và FESO4 Thế mình đi bảo toàn gốc SO4 Mình sẽ có là 0,075 x 3 cộng với 0,15 nhân 1 bằng đây 0,15 nhân 1 bằng 0,375 0,375 trừ đi 0,075 bằng 0,3 chia cho 3 bằng 0,1 đúng không ạ vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol nhôm 0,1 nhân 2 bằng 0,2 vậy mình tìm được giá trị của nhôm là 0,2 x với 27 bằng 5,4 gam đáp án đúng chúng ta là đáp án C năm phẩy 4 g câu 65 khá khoai nên là ít bạn comment nào bạn nhỉ. Yeah. Đây là cách giải rất nhanh. Câu 66 á. Ui dồi, câu 66 hay lắm. Các bạn cùng chọn cho thầy xem câu 66 đáp án gì ạ? À? Câu 66 cực hay luôn nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em ở đây nhá. Nào câu 66 ạ. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Ban đầu trong cốc chứa dung dịch xéo này lần sục rất từ từ CO2 và cốc cho tới dư hỏi độ sáng bóng đèn thay đổi nào. Thế thì bây giờ cái câu hỏi của thầy thì hỏi các em ta là độ sáng của bóng đèn thì phụ thuộc vào gì? Nhá. Độ sáng của bóng đèn thì phụ thuộc vào gì? Bạn nào trả lời được ạ? Độ sáng bóng đèn phụ thuộc vào gì? À đúng rồi, độ sáng bóng đèn thì phụ thuộc vào độ dẫn điện của dung dịch. Độ sáng của đèn thì phụ thuộc vào độ dẫn điện của dung dịch. Đúng không? Thế có nghĩa là dung dịch mà dẫn điện càng tốt thì dẫn đến đèn lại càng sáng. Và ngược lại, nếu dung dịch dẫn điện càng yếu thì đèn càng tối. Nhắn đây một câu hỏi thực tế rất hay. Thế bây giờ thế này, Thế độ dẫn điện phụ thuộc vào gì thì độ dẫn điện nó phụ thuộc vào mật độ ion ở trong dung dịch nhá mật độ ion trong dịch ion trong dung dịch càng lớn thì dẫn đến dẫn điện càng tốt có nghĩa là mật độ ion trong dịch mà càng nhiều thì đèn càng sáng. Và ngược lại. Mật độ ion trong dịch càng thấp. Thì đèn càng tối. Vậy bây giờ mình phân tích này. Trong cốc chứa xe hai lần. Nó đang là chất định lý mạnh. Đúng không? Khi mình sụp từ từ CO2 vào xe hai lần. Thì đầu tiên nó sẽ tạo thành CaCO3. Cộng H2O. CaCO3 là chất kết tụa. Nó kết tụa nó chim hẳn xuống. Vậy thì nó không thể làm. Nó không thể làm tăng mật độ ion trong dịch được mà nó làm giảm mật độ ion trong dịch đi bởi vì nó làm kết tủa xuống, giảm mật độ ion trong dịch đi và giảm mật độ ion trong dịch đi thì dẫn điện càng kém dẫn điện càng kém thì đèn tối đi đúng chưa vậy là đèn phải giảm dần nhá đèn nó cứ thế cứ thế cứ thế giảm dần cho đến một lúc nào đó đây này CO2 tối dư khi CO2 mà dư thì là sẽ oxi lần hết lúc này CO2 cộng với CaCO3 cộng với nước để tạo thành Ca HCO3 hai lần, thì anh xe HCO3 lần lại là một anh chất điện ly mạnh, thì nó làm tăng mật độ ion trong dịch lên, và khi nó làm tăng mật độ ion trong dịch lên thì làm sao ạ? À? thì độ dẫn điện càng tăng lên, độ dẫn điện tăng lên thì đèn lại tăng dần, nên đáp án đúng là đáp án D, giảm dần rồi lại tăng dần. Đây là một câu thực tế rất hay, nha. Mà nếu mà nó mà ra trong đề thi nào này thì sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai ở câu này. Đây là một câu rất hay, mình mình rất là tâm đắc về cái câu này Nên là đưa vào đây để cho các bạn cùng làm Cùng tham khảo, cùng trải nghiệm Giờ mình sang tiếp câu tiếp theo à, Câu 67 67 Cho các phát biểu sau Có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? À? Câu này thì bây giờ đơn giản rồi, các bạn comment đáp án thì xem nào Các bạn cùng comment đáp án này coi nào Cho các phát biểu sau ạ à. Cho các phát biểu sau, phát biểu đúng là Nào, nào fructose và glucose đều than đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc đúng xác bởi vì là thực ra là fruct thì không nhưng mà trong môi trường kiềm thì nó lại chuyển hóa thành à, uh, uh, glu nên nó lại tráng bạc xác và tinh bột thì đều không bị thủy phân khi qua axit là sai nhá nó đều bị thủy phân chứ tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp chính xác sen và xác đều thuộc loại disaccharide là sai sen là polysaccharide vậy mình chỉ có một và ba là đúng thôi Đáp án đúng là đáp án D Thầy tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D nhá Câu 68 á. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 Và là chất khí ở điều kiện nữa Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 Bậc 1 là có chứa nhóm N2 Bỏ Bỏ Mà điều kiện thứ hai là nó phải là chất khí Vậy thì nó chỉ có thể là CH3 N2 mà thôi Đáp án đúng chúng ta là đáp án này 69 Chất X có công thức phân tử là C4H8O2 Là este của axit propionic Công thức cấu tạo thu gọn của X là Đây nha, để bài hỏi nha Là este của axit propionic Vậy mình phải viết được axit propionic c 2 h 5 cooh Vậy là este của axit này thì nó phải là C2H5COOCH3 CH5, CO, CH3 đáp án đúng đáp án C Ok Dễ quá nhỉ 70 nào okay. kê Dung dịch nào sau đây làm phenol phở ta, đổi màu Dung dịch nào sau đây làm phenol phở ta, đổi màu Dung dịch nào Dung dịch nào làm phenol phở ta, đổi màu Anh nào Glycine nhá, glycine không được bởi vì nó có một nhóm NH2 và một nhóm COH nhá nó bằng nhau bỏ alanin thì cũng có một nhóm NH2 một nhóm CH chẳng làm dung dịch thì đổi màu cả tại vì nó trung tính axit acetic thì nó có làm đổi màu đấy nhưng nó làm đổi màu quỳ tím cơ chứ nó không làm đổi màu phenol chỉ có metinamin chỉ có metinamin CH3 NH2 thì nó làm dung dịch phenol đổi màu chuyển thành màu Đáp án đúng là đáp án C kèm em nhé C 71 71 các bạn comment cho đáp án này xem 71 đáp án gì Cá có mùi tanh Do chứa một số amin Như trimethylamine Và để khử mùi tanh của cá Thì ta nên rửa cá với gì Thì phải rửa cá với một cái anh Mà có khả năng tác dụng được với anh amin thì anh amin chúng ta có tính 3 giờ rồi. Thì không thể rửa với muối ăn được. Không thể rửa với lại giấm ăn được. Nó chẳng ảnh hưởng gì với bọn amin cả. Chẳng rửa bằng đường được mà chỉ có thể rửa bằng vôi tôi. Bởi vì vôi tôi là CO khi cho vào nước thì nó chuyển thành CO quá hai lần và CO hai lần. À đâu sorry ạ, rửa bằng giấm chứ ạ. Vôi tôi thì vôi tôi thì không tác dụng chứ ạ. Lỗi ạ. Vôi tôi thì không tác dụng, đúng không? Đường không, giấm ăn bởi vì giấm ăn thì nó tác dụng với 3 giờ. Ok nhá 72 ạ 72 nào okay. em Các bạn chọn 72 đáp án gì 72 ạ 72 ạ Và dễ ẹc luôn Cho các phát biểu sau Số phát biểu đúng này nào, Các bạn chọn ra thầy xem nào Trong phát, phát biểu trên này thì những phát biểu nào là phát biểu đúng a à, đúng hay sai Sắt có tính khử mạnh cân đồng là đúng hay sai Thằng nào đúng hơn ạ sắt khử mạnh hơn đồng hay đồng khử mạnh hơn sắt tính khử của sắt mạnh hơn đồng chính xác kim loại có độ cứng lớn nhất là chrome kim loại có độ cứng lớn nhất là chrome đúng hay sai chính xác đúng không chrome độ cứng kim loại bằng chín kim cương bằng 10 một dây nhôm nối với dây đồng được thả dung dịch HCl thì sẽ xảy ra mòn điện hóa chính xác hai điện cực khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Hỗn hợp đồng và Fe2O3 tỷ lệ mol bon 11 tan hoàn toàn rồi khác dư. Mình giờ nhá, mình cứ đồng giả sử là 1 đi. Fe2O3 cũng là 1 đi. Và trong HCl này thì tạo thành sắt dương 3 này là 2 này. Cộng với đồng thì tạo thành sắt dương 2 cộng đồng dương 2 2 2. Đúng là tan hết. Vậy là gì ạ? Tan hết Ôi vậy là mình sẽ có A, B, C, D Mình có tất cả là cả bốn phát biểu đúng Các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A 72 đáp án A Ui 73 nào các em? 73 dễ ẹt 73 nào? 73 các bạn chọn đáp án gì ạ? Sa phòng hóa hoàn toàn mờ gam tristerine RSTarin C17H35COO 3 lần C3H5 bằng dung dịch KOH dư. Thu được muối là C17H35COOK cộng với C3H5 OH3 lần. Đúng chưa? Đây muối đây. Bàng này. Bàng này. Đề bài hỏi khối lượng của tristerin Thế mình sẽ tìm được Đây số mọt của muối 115,92 chia cho mọt ngoặc đơn này 12 x 17 cộng 35 cộng 44 39 bằng 0,36 Vậy mình suy được luôn số mol của tristerin 0,36 x 1 chia 3 bằng 0,12 Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của tristerin arin bằng 0,12 nhân với 890 là phân tử khối của triglycerin. 106,08 à? 106,08 Đáp án đúng là đáp án D dạ. 106,08 g Nhá. Rất dễ Dễ lắm Câu 74 nào các em 74 dễ hơn nữa Vậy tôi cực kỳ dễ luôn Các bạn comment đáp án là bấy máy tính và bấm các em ơi Bấm mạnh mẽ lên Đừng có nhìn thấy bấm Cộng với HCL để tạo thành FECL2 Cộng với H2 nhỉ. Số mon H2 là 3,36 Chia cho 2,4 bằng 0,15 Thì suy ngược lại được số mon sắt Cũng là 0,15 Và 0,15 mon sắt Nhân 56 Thì ra được là bằng 8,4 gram Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ Đây chỉ là những cái để để mình luyện cái cách bấm máy tính thôi à, Có 75 ạ à. 75 ạ à. 75 ta bán gì ạ à? 7,02 Một kim loại m Tác dụng với Lại dung dịch FEN 33 lần FEN dương 3 1 x 0,3 x 0,3 Sau khi phản ứng hoàn toàn Thì thu được 7,98 Một kim loại Vậy là khối lượng anh kim loại này nó tăng đi Khối lượng kim loại tăng Thế thì mình thấy là khối lượng kim loại tăng thì nó phải sinh ra sắt. Bởi vì M cộng với sắt dương 3 này đầu tiên nó tạo thành M dương n cộng với sắt dương 2. Đúng không? Thế thì bắt buộc là nó phải tác dụng hết với sắt dương 3. Đấy. Rồi sau đó M nó sẽ tác dụng với lại sắt dương 2 để tạo thành sắt m dương n cộng với lại sắt đúng không ạ đề bài nói chúng ta là sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,98 chín gam kim loại Giờ mình cứ test thử xem anh kim loại có phải sắt không Mình lấy 7,98 chia cho mỗi thằng sắt 56 Thấy số mol là 0,1425 Lẻ Lẻ Đúng không? Thế nên là không phải chỉ có một thằng sắt Có nghĩa là hỗn hợp này có cả m nữa. Thế thì câu chuyện của chúng ta ở đây nó như thế nào? Thì câu chuyện của chúng ta bây giờ ở đây anh này là anh M với số xóa là N. Thì giờ mình thấy là A, C, D đều là dương 2, có một thằng nhôm là dương 3 thôi. Thế giờ mình giải trường hợp số 1 là anh M này là dương 2. Đấy, giải trường hợp số 1 là dương 2 thì mình cân bằng phương trình rất đơn giản nhỉ đây là hai đây là 2. đúng không còn lại bên dưới này là một mình đặt số mol e anh sắt phản ứng hết đấy là 0,3 thì mình sẽ suy được số mol anh em phản ứng là 0,3 nhân 1 chia 2 là 0,15 sắt dương 2 ở đây là 0,3 này bây giờ mình phản ứng chưa biết thì đặt là x thì này là x đúng không sinh ra sắt là x vậy tại đây mình sẽ có này Vậy tại đây mình sẽ có này Khối lượng Anh kim loại sau khi phản ứng Là 7,98 Bằng khối lượng anh kim loại ban đầu phản ứng Là 7,02 Cộng m vào Là cộng khối lượng sắt Là 56x Trừ m ra Là khối lượng của anh kim loại m phản ứng Là trừ đi M nhân với lại 0,15 cộng x Đúng không? Vậy hoàn toàn mình sẽ có 7,98 trừ đi 7,02 bằng 0,96 0,96 bằng 56x trừ đi 0,15m trừ đi mx. Đúng không ạ? Vậy tại đây bây giờ mình lập bảng xm. À, mx ấy m x mình có với m bằng 24 thế x bằng bao nhiêu thế mà thôi câu chuyện thế là thôi 096 trừ đi cộng với này. cộng với 0,15 x 24 bằng 4,56 4,56 mà chia cho mẫu đơn 56 trừ 24 bằng 0,1425 0,1425 hợp lý nhỉ

sao cộng với 0,15 nhân với 65 chia cho 56 trừ đi 65 âm bỏ luôn kẽm vậy như vậy thì ni cũng bỏ nốt được không ạ vậy đáp án đúng của chúng ta là gì đáp án đúng của chúng ta là gì ma dê à? mình có thể là ma dê nhá đấy ok nhá Câu 76 á Cho các phát biểu sau Số phát biểu đúng là Cho các phát biểu sau Số phát biểu đúng là Bao nhiêu phát biểu đúng ạ Câu này hay này Cho các phát biểu sau Etinamoni nitrat C2H5 NH3 NO3 Mua đấy Tác dụng với đời áo không? Có tác dụng với NaOH để tạo thành xe 5 nh hai bay lên. Có tác dụng HCl không? Thì câu trả lời là không. Nha. Vậy là loại loại A. Thì phân chất béo trong dịch hóa lần thu được xà phòng và glycerol câu này rất hay luôn. Có đúng không ạ? Thì phân chất béo trong dịch hóa lần thu được xà phòng và glycerol. Sai tiếp. Bởi vì xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit béo chứ không có bari, không phải là muối bari. Rất nhiều bạn bị lừa câu này, nha. Amylopectin trong tinh bột có mạch carbon phân nhảy. chính xác. Cho giấm ăn hoặc chanh và sữa bò hoặc sữa đậu nành thì thấy có kết tủa xuất hiện, chính xác. Bởi vì là à, sữa bò hoặc sữa đậu nành nó là protein, thì protein thì dễ bị kết tủa khi gặp axit trong giấm ăn và trong chanh thì có axit tiêu hủy túi ni lông và đồ nhựa bằng cách đốt cháy gây ra sự ô nhiễm môi trường chưa chính xác mình có cde Là phát biểu đúng vậy mình có ba phát biểu đúng đáp án đúng chúng ta đáp án b câu bảy bảy nào các 77. Nào các bạn cùng 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 chọn cho thầy xem bảy bảy đáp án gì ạ bảy bảy đáp án gì các em cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là hỗn hợp gồm đồng Fe3 4 số mol bằng nhau tan hết trong lượng nước dư xem nhá. Đồng là 1 này. À đồng với fe 4 thì không bao giờ tan được. Nó có phản ứng đâu mà tan. Đồng vào lượng dư sắt 3 cộng. Thì mình sẽ thu được đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Và sắt 3 cộng dư, 1 muối, 2 muối, 3 muối cơ. Sai. FECL2 vào dung dịch hỗn hợp gồm k 4 4 2 4 loãng thì thấy có khí bay ra. Sai, bởi vì chỉ có sắt dương 2 cộng với lại kmno 4 cộng với H2SO4 thì nó sẽ tạo thành là sắt dương 3 cộng MNSO4 cộng H2O không có khí đâu. Một sai tiếp. 3G tác dụng lượng dư FECL3 thu được kim loại sắt sai do ma dê tác dụng được với sắt dương 3 mà dư thì nó chỉ tạo thành là ma dê dương 2 cộng sắt dương 2 thôi nhá sai nhá đốt lá sắt trong khí clo thì xảy ra sự ăn mòn điện hóa đốt lá sắt trong khí clo Fe cộng Cl2 thì nó là ăn mòn hóa học chứ không phải ăn mòn điện hóa đun nóng có thể làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu à. nước cứng có tính cứng vĩnh cửu thì không thể làm mềm được nhá sai tiếp ô thế là không có một đáp án nào đúng sẽ nào để thầy đọc lại CUF34 ba bốn bằng nhau tan hết trong nước dư sai đồng vào lượng dư dung dịch fecl 3 thì thu được dung dịch chứa hai muối sai đồng hai cộng và sắt hai cộng và sắt 3 cộng dư là 3 mối đổi. FeCl2 vào KMR4 và H2 4 loãng thì thấy có khí bay ra. Sai. Mazu Z với tác dụng với lượng dư dùng dịch FeCl3 thu được kim loại sắt không? Phải ma dư cơ. Đốt lá sắt clo trong đốt sắt trong khí cờ lo xảy ra sự ăn mòn điện hóa. Sai. Đun nóng làm mềm nó cứng tính kiểu. Sai. Từ từ. Có một cái ở đây này. Các bạn cẩn thận. Chỗ này là sắt 2 cộng cộng ma z thì đúng là chỉ tạo thành sắt dương 3 và MNS4 và H2O cả. Nhưng ta lưu ý này, trong này có CL trừ. CL trừ mà tác dụng với lại MNO4 trừ là MN dương 7. Trong môi trường H cộng thì nó tạo thành CL2 cộng với lại MN dương 2 cộng H2O. Vậy ở đây mình chỉ có một phát biểu đúng thôi. Đáp án đúng là đáp án B câu 78 á cho các phát biểu sau các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố carbon chính xác chính xác ạ trong tự nhiên các hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chất trong tự nhiên các hợp chất hữu cơ đều là hợp chất tạp chất sai ancoritylic đơn chức phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều chính xác. Lên men glucose thuộc đội ethanol và khí carbon monoxit sai. Dioxit. Phân tử amin, amino acid, peptide, protein đều chứa nguyên tố nitơ. Amin nitơ, amino acid nitơ, peptide nitơ, protein nitơ đúng. A, C, E đúng, ba phải biểu đồ. À. 79 ạ. Một mẫu cồn thành phần chính đây là những câu thực tế này các bạn này Một mẫu cồn X Thành phần chính là C2H5OH Lẫn metanol là CH3OH Đốt cháy 15 gam cồn Thì tỏa ra nhiệt lượng Là tương đây Tỏa ra quy bằng 437,85 kJ Biết rằng đốt cháy 1 mol metanol Thì tỏa nhiệt lượng Và 1 mol etanol tỏa nhiệt lượng Phần trăm Đặt cháu này là A, đặt cháu này là B Mình sẽ có hệ phương trình Đầu tiên là bảo toàn khối lượng 46A Cộng 32B Bằng 15 Phương trình thứ hai Là về bảo toàn nhiệt lượng Mình có một mol thì tỏa ra 716 kJ Đây, B đây Vậy mình sẽ có B mon thì nó sẽ tỏa ra là 716B một mol etanol thì tỏa ra là 1370. vậy a là 1370. a thì bằng q 437,85. đến đây mình tìm được ab một hai bốn sáu bằng ba hai bằng 15 bằng một ba bảy 0 bằng bảy một sáu bằng bốn ba bảy bằng 0,299 là tương đương với 0,3. 0,308. Phần trăm tạp chất metanol lẻ quá nhỉ, để thầy nhìn lại nào. 46 này, 32 này, 15 này. Đúng rồi. Tỏa nhiệt lượng 76, 76 là metanol thì là B. Ethanol là 1370 rồi. 1

8% Ngon nha Câu cuối cùng Úi dồi nhìn câu pin này Toàn Rất nhiều bạn nhìn câu pin này bảo là không làm được Khó, không giải được Thì các bạn đã bị đè đánh lửa Các bạn quan sát thì mình chinh phục nha Kệ nó Nhìn này, một mon propan này Sinh ra tương đại Ok chưa Hiệu suất oxy hóa là 80% Hiệu suất sử dụng năng lượng là 100%. Một giờ thì tiêu thụ bằng tương đây. Đây, thời gian thắp sáng liên tục 138 propan làm nhiên liệu. Vậy mình tìm được số mol của C3H8 bằng 176 chia phân tử khối là 12 x 3 cộng 8 bằng 44. 176 chia N bằng 4 mol. Ok chưa? Thế thì 1 mol thì sinh ra nhiệt lượng là tương đây. Vậy 4 mol đốt 176 g C3H8 Được chưa? Thì có thể sinh ra nhiệt lượng Nó là 4 nhân với 2497.66 bằng 4 nhân 2 4 9 7 2 4 9 7 7 6 bằng 9, 9 9 9 0 phải 9, 9 9 9 0 phải sáu Ok chưa Ok chưa Mà đây hiệu suất là 80 phần trăm mà một giờ thì là 7 bảy 72 kilo vậy suy ra thời gian thấp liên tục khi sử dụng làm nhiên liệu là 9990,64 này chia cho này 72 này. Hiệu suất là 80% nhân 0,8 này. Thì bằng nhân 0,8 chia cho 72. 111 111 giờ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A à, kìa đây là một câu thực tế rất rất hay mà thầy muốn gửi đến cho tất cả bạn và các em rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy rất là mong muốn rằng các bạn đặt follow xem trước cũng như là thả tim cho mọi bài Đăng tiếp theo của thầy và bạn không quên rằng là click nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi thầy live stream nhé và hiện tại bây giờ là thầy minh live stream rất là nhiều trên fanpage để hỗ trợ cho tất cả các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy bye bye chào tạm biệt kem hẹn gặp lại chúng ta trong buổi học tiếp theo chào tạm biệt